mới nói gì? Dạ em muốn xin anh trung thu này em về nhà mẹ em á, tại lâu rồi em cũng không có về. Với lại cái gì? Tại sao trung thu không phải về nhà tôi mà về nhà cô là sao? Tại vì dịp lễ này em cũng về nhà anh hết á. Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Cưới chồng á phải theo chồng, giúp đỡ gia đình chồng là chuyện hiển nhiên rồi. Bây giờ nhân cái dịp này cái về nhà ngoại, ý cô làm sao vậy? Cô là người có ăn có học, phải biết cư xử phải phép chứ. Thừa biết là gia đình của tôi hàng năm là họp mặt vào ngày trung thu nè, mà cô đòi về, ai mà lo bếp núc, ai mà lo dọn dẹp nữa. Nhỏ tiếng thôi anh, mình đang ngoài đường á. Nhỏ là nhỏ là sao? Nãy giờ tôi có nói gì sai với cô không mà phải nhỏ tiếng với cô? Tôi nói ở đây á là để dạy cho cô, để cô biết, cô sáng mắt cô ra. Em biết rồi, nếu mà anh không muốn á thì thôi em không có về nữa. Đố nói không không gì được. Xuống xe đi. Là sao anh? Tôi nói là xuống xe. Nhưng mà... Xuống xe. Anh, hay là mình về nhà nói chuyện riêng được không? Cô tự lội bộ đi về, vừa lội bộ vừa suy nghĩ lại cái chuyện ngày hôm nay. Anh ơi sao được, đường từ đây tới nhà mình 8 cây lận, không lẽ anh bắt em lội bộ hả? Anh thấy làm vậy có quá đáng không vậy? Sao? Ý kiến hả? Em thấy anh chạy ngày quá đáng rồi đó. Quá đáng hả? Nè, đừng có tưởng ở ngoài đường mà tao không dám đánh mày nha. Cái loại vợ như mày á, không biết điều mà cũng lì nữa. Anh ơi. Trời đất ơi, thôi đừng có đánh nữa. Bà là ai à? Hả? Cái chuyện này không liên quan tới bà, chuyện này là chuyện gia đình của tôi. Biết là vậy, nhưng mà tại vì tôi thấy cậu đánh cổ quá à. Vợ chồng à, có gì á về nhà đóng cửa dạy nha. Mày bước qua đây, bước qua đây. Đừng tưởng có người bên mày là ngon nha. Chạy đi ra đây. Ở đây. Mày qua đây. Anh làm gì vậy? Anh mà đánh con này nữa là đừng trách tôi nha. Anh là đàn ông kiểu gì mà đánh phụ nữ vậy? Chuyện không có liên quan tới anh. Tôi biết là chuyện của anh, nhưng mà giữa đường giữa xá vậy anh đánh người ta, anh tôi báo công an không? Báo công an. Dỡ báo đi. Muốn gì? Bước qua đây. Sao? Mày về đi. Mày biết. Chị có ít bánh trung thu cho em với gia đình nè. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha. Ủa, Thành đâu rồi? Dạ, ảnh mới đi ra ngoài với bạn rồi chị. Tay em bị gì vậy? Dạ anh này, em bị té thôi. Cái này là dấu bầm. Cái này là bị đánh chứ phải bị té. Rốt cuộc có chuyện gì? Em nói cho chị biết đi. Dạ. Khi nào anh mới qua em? Đâu. Anh buông tay em ra đi. Ai cho cô lấy điện thoại của tôi nghe? Anh làm gì vậy? Em thấy người ta gọi cho anh nè. Mà anh lỡ tắm rồi á, thì em nghe giùm em nói người ta gọi lại cho anh sao? Nãy giờ em thấy cũng gọi nhỏ 2-3 cuộc rồi. Thì cô cứ để đó đi, lấy nghe làm gì? Nhưng mà sao anh lưu số điện thoại là anh Ricky mà em nghe giọng con gái là sao? Chuyện của cô hả? Bây giờ cô thắc mắc cái chuyện mà tôi đặt tên như thế nào luôn hả? Thì đó mới là vấn đề đó anh. Anh giấu em gì đúng không? Giấu cái gì? Cô đừng có mà ăn nói linh tinh nha. Không, mày đưa điện thoại em kiểm tra. Kiểm tra hả? Muốn kiểm tra không? Cái thằng này bây giờ còn dám dở thói vũ phu nữa hả? Dạ, anh nóng tính lắm chị. Em mà làm gì không đúng ý anh á là anh chửi, là anh đánh em mà chị. Thôi được rồi, chị nói chuyện riêng với nó. Dạ. Sao? Cái bộ đồ mà hầu gái hôm bữa anh tặng em á, thích không? Em thích chứ. Nhưng mà khi nào anh qua nhà em đi, rồi em mặc cho anh coi. Trời ơi, vậy là chết anh rồi. Sao anh chịu nổi? Thành. Chị Vinh Nghĩa. Ủa, ai vậy? Đây là chị Vinh Nghĩa, chị ruột của anh á. Chị ruột hả? Em chào chị. Cô này là ai? Bạn gái em. Chị. Có gì từ từ nói chị ơi. Sao? Cô im đi. Tôi đang giải quyết chuyện gia đình của tôi, không liên quan thì ngồi yên đó. Chị có cần phải phản ứng dữ gì không? Chuyện này chuyện nhà em mà. Mày đúng là thằng tệ bạc. Mày có vợ có con rồi đó, mày đi ngoại tình trắng trợn vậy hả? Thì kệ đi.
trước sau gì em cũng ly dị vợ em đó, là em cưới Viên về đàng hoàng luôn chứ bộ. Cưới Viên về đàng hoàng hả? Cái tát này tao thay mặt Quân tát cho mày tỉnh đó. Mày muốn ly dị với gì mày ly dị đi, nhưng tao nói trước, gia đình này chỉ chấp nhận một đứa con dâu duy nhất là Vân thôi. Còn con nhỏ này á, tao không bao giờ cho bước chân vô nhà đâu nha. Chị đủ rồi đó, chị đừng có tưởng là chị là chị của tôi, chị muốn chèn ép tôi là được nha. Chưa hết, tất cả những mối làm ăn của tao với mày làm chung tao sẽ rút ra hết. Cái loại phản bội vợ như mày á, hợp tác làm ăn chung không lâu dài đâu. Mày nợ tiền tao bao nhiêu á thì lo mà trả đi. Chị quan, chị là chị của em mà, vì mấy cái chuyện này có đáng không? Chị đối xử với em sao vậy, sao được? Kể từ ngày hôm nay á, tao từ mặt mày. Sau này có khổ thì đừng kiếm tao, còn vợ con mày để tao lo. Anh kể đi, còn em đây nè. Buông ra đi.